Dạ rồi em chào chị nha. Chào. Dạ vâng, chị gái cho em xin phép được hỏi chị tên là gì? Nguyễn Thị Phương. Chị đến từ đâu? Đến từ đường Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường Bình Chiểu. Là ở Sài Gòn. Dạ. Hôm nay chị về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Dạ, nhờ tìm giùm con em. Tìm con ha. Con gái nhà mình tên là gì chị? Nguyễn Thị Kim Ngân. Nguyễn Thị Kim Ngân. Con gái nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi. 15. Chị cho em cũng như cho toàn thể quý vị, cô chú, anh chị, khán giả dạ. trên cộng đồng mạng được biết là cái sự việc con gái nhà mình bỏ đi như thế nào? Tại vì ở nhà thì nó tìm việc làm không ra. Nó mới xin việc làm trên mạng rồi bả nó đi. Đi ngày nào? Đi ngày 15 tháng 2. Tính tới thời điểm hiện tại là hơn 1 tháng đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Chị có thể chia sẻ chi tiết hơn cái sự việc bỏ đi không? Dạ, anh ở nhà bực bội không có tiền cái bạc á, tại vì nhà cũng khổ, không có tiền bạc. Rồi nó thấy vậy thì nó cũng tìm việc làm trên mạng, nó bảo nó đi làm. Đi làm mà cũng có đi tìm mà không có gặp được nó. Dạ. Nhà mình mấy người con? Dạ 5 người. 5 người con. Dạ. Bé bỏ đi đây là thứ mấy? Dạ nó đi đây là lần đầu tiên. Không, bé bỏ đi đây là con thứ mấy trong gia đình? Dạ, thứ ba. Thứ ba ha. Dạ. Gia đình nhà mình ở Sài Gòn, gia đình nhà mình làm công việc gì? Dạ vô đây cũng ở trọ. Cũng là ở trọ lặt ớt với lại đi làm rửa chén rồi cho người ta, làm thơ cho người ta. Tức là chị không phải là người Sài Gòn. Dạ. Mà là chị quê ở đâu? Dạ quê em ở Phú Yên là. Tức là gia đình nhà mình ở Phú Yên, dạ. vào Sài Gòn lập nghiệp mưu sinh đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Là cả gia đình nhà mình sinh sống ở trong đấy hết. Dạ. Giờ ông xã chị làm nghề gì? Ông xã ông bệnh, ông có đi làm gì được, ông muốn ở nhà, ông phụ việc nhà. Là hôm nay là về đây có mỗi mình chị ha? Có mỗi mình chị đi làm thôi, chứ còn là con bé lớn rồi thì nó cũng có chồng rồi. Là hiện tại bây giờ bản thân mình chị đang nuôi gia đình. Dạ. Đúng rồi ạ. Là còn 4 người con là chưa có gia đình. Dạ. Và ông xã của chị ông bệnh đau, ông có đi làm gì được là chân có, cẳng rồi. Chủ yếu là mức thu nhập là dựa vào chị. Dạ. Bé ở nhà là bình thường. Lúc chưa bỏ đi là bé làm công việc gì? Lúc chưa bỏ đi thì nó cũng đi làm chợ đêm đồ. Nó bán cái trà sữa hay là nó bán quần áo. Rồi sau này thì qua Tết rồi anh là không có chuyện gì làm, nó cũng đi hỏi việc làm, không có chuyện làm nó mới xin việc làm trên mạng nó đi dạ. làm. Nó thấy ở nhà không có tiền nó cũng xin đi làm. Thấy nghèo khổ. Dạ. Thấy mẹ vất vả. Em út rồi thì 3 đứa, còn nhỏ xíu đứa thì 6 tuổi. Còn một đứa thì mới có 3 tuổi, còn đứa thì mới có 8 tháng mấy à. Có còn bé nào đi học không? Không có đứa nào đi học hết trơn. Trời ơi sao thế? Tại vì cũng chưa có tiền mà đỡ cho nó đi học nữa. Gia đình nhà mình vào Sài Gòn lâu chưa chị? Nay cũng 5 năm rồi đó. 5 năm trời. Là tất cả các bé không được bé nào đến trường. Dạ. Thật sự đây là một câu chuyện thật sự lại rất là buồn nữa. Rồi 5 năm trời qua là ông xã của chị cũng không làm được gì luôn. Có 2 năm trước thì ông cũng còn đi làm. Ông mới bệnh được 3 năm nay. Bệnh gì ạ? Anh bị gút rồi, xương chân cẳng yếu ớt rồi không có đi được. Mà chỉ làm phụ việc nhà, lặt ớt rồi tiếp cho vợ con thôi. Lặt ớt, đây là lặt ớt mướn cho người ta hay dạ, sao? Dạ, lặt ớt mướn nhà người ta. Một chị, một ngày chị thu nhập được bao tiền? Ngày thu nhập được 200 ngàn, 200 mấy ngàn à. 200 mấy rồi sao mà đủ để mà chi trải? Dạ. Trong cuộc sống nếu mà thuê trọ ở Sài Gòn thì bây giờ rẻ cũng phải 1 triệu một tháng. Mướn đó là 1 tháng tới 1,2 triệu. Tiền dạ. điện đường nước là cũng 2 triệu mấy. Điện nước xài dữ vậy hả chị? Tại vì ở nhà thì giờ mấy đứa nhỏ nó bật mấy quạt đồ nhiều. Dạ. Bắt tôi quy tôi đồ nó coi. Điện nước này kia là hơn 2 triệu ha. Dạ. Rồi là ăn uống. Những lúc trái gió trời trời con ốm đau, chồng bệnh tật. Mức thu nhập của chị làm sao mà đủ để mà trang trải được? Vậy mới đi làm thêm, làm thêm một đêm thì nói chung có 150 ngàn nữa. Rất là thấy dạ. là hoàn cảnh thật dạ, sự rất là khó khăn thêm. Ha. Dạ.
Rồi các con của chị không có đứa nào được cắp sách tới trường. Không, Thật đứa sự. 3 tuổi, đứa 6 tuổi. Nếu bây giờ có cô chú anh chị, các nhà mạnh thường quân Dạ. mà giúp đỡ cho con nhà mình, Dạ. cho con nhà mình đi học tới trường thì chị có cho không? Dạ cho. Có mơ ước được như vậy không? Vậy đôi lúc mà em cũng khổ quá thì cũng nhờ cô chú Mạnh Thường Quân này giúp giùm em với vợ Có bao chồng. giờ chị mơ ước rằng được con mình được cấp sách tới trường như bao đứa trẻ khác Dạ không? có chứ. Khó mà giờ cũng khổ quá, đâu cũng chưa có cho Bất con đi lực học được. ha, gia đình bây giờ cảm thấy bất lực, không đủ điều kiện khả năng để mà cho con cấp sách tới trường. Dạ. Thật sự đây là một câu chuyện rất là tiếc, tại vì các bé tuổi đời còn rất nhỏ. Dạ. Nếu hiện tại và tương lai các bé không được đi học thì trong tương lai khi các bé trưởng thành thì cuộc đời của các bé sẽ rất là Dạ khổ, khổ. Dạ đúng rồi. rất là vất vả và khổ. Dạ. Tại vì càng hiện đại thì người ta cần dùng đến trí tuệ, phải học hành. Chị có mơ ước con nhà mình được cấp sách tới trường không? Dạ khó chứ. Có đúng không? Dạ có, nhưng mà giờ khổ quá cũng không có đủ đi tìm mà để cho con đi cấp sách tới trường đi học. Em tin rằng cái video này khi mà đội Hiệp sĩ Nguyễn Thái Ngãi phát hành, công chiếu, đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội sẽ có cô chú Mạnh Thường Quân sẽ giúp đỡ gia đình nhà mình để cho con tới trường. Em tin rằng là sẽ có điều đó xảy ra. Nếu mà có thì em cũng cảm ơn cả nước, cảm ơn anh chị Mạnh Thường Quân. Dạ rồi thì bây giờ em lại tiếp tục quay lại vấn đề chính ha. Dạ. Là con nhà mình trước giờ là ở nhà có ngoan không? Dạ nó ở nhà thì nó cũng quen nói rồi nó cũng nghe. Thường thường là chỉ biết đi phụ mẹ bán quán để kiếm tiền. Về Dạ phụ đúng mẹ, rồi. bé có ăn chơi chưng dị không? Không, nó không ăn chơi chân diện này nhà khổ ấy, thì nó cũng không có mà chân diện này kia cái nọ, nó ăn mặc cũng như là con của người khác mà bình thường vậy thôi chứ không Thời không ấy. điểm nào con gái nhà mình chia sẻ với chị là nhà mình khổ quá nên mà đi tìm kiếm việc làm bên ngoài và trên mạng? Tại vì đi làm, lúc đó đi làm thì cháu em nó con nó xin việc làm trên mạng, thì nói chung là mẹ không biết, cha không biết. Nè, đi thì lúc nó đi thì cũng có gọi ở nhà thì chị nó nói mẹ biết ba đi đâu mất tiêu rồi, mất ghép đi rồi, thì cũng có gọi gọi mà nó không bắt máy, nó lên tới chỗ nó mới bắt máy. Có sao nói vậy là chị cũng kêu nó về, kêu với bà thôi con đừng có làm trên đó, con làm trên mạng nguy hiểm mất, con đi về đi con đừng có làm. Nó cũng cũng ráng mà nó đi làm, nó nói con mẹ ở nhà đi con làm kiếm tiền về cũng gửi cho mẹ. Đứt ruột đau lòng. Nó cũng gỡ, có sao nói vậy là lên chưa được 1 tháng. Bữa 20 tay, chưa tới 15 tay là cũng thăm 10 12 13 tay gì á, 12 tay á, nó cháu cũng có gửi về cho 2 triệu. 12 tây tháng mấy ạ? 12 tay tháng tháng 3. Tháng 3 là mới đây, hôm nay là 29. Đúng rồi. Tức là trong thời gian mà con đi thì vẫn liên gia đình nhà mình vẫn liên lạc được ạ. Còn liên lạc được. Tới thời điểm hiện tại còn liên lạc được không? Rồi bây giờ cũng mười mấy ngày nay là không liên lạc được cho cháu nữa, là thôi ba quý khách vừa gọi không à. Trong thời gian vừa qua, đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận rất nhiều vụ việc các em thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ tìm việc làm Dạ. trên mạng và cuối cùng sa vào những cạm bẫy cám dỗ. Dạ Đó đúng là rồi những ạ. câu chuyện có thật. Dạ đúng rồi. Khi trên mạng tìm việc làm trên mạng là những tiêu chí của các cái đối tượng giăng bẫy đưa ra, đó là việc nhẹ lương cao, Dạ đúng rồi á. một tháng mấy chục triệu, mười mấy triệu, hai mấy triệu. Và rồi các bé nghe khoái, thích lắm, tiền nhiều mà việc nhẹ nhàn hạ lương cao nên các bé đã bị sập bẫy. Đó là những vụ việc có thật Dạ đúng rồi. và con gái nhà mình cũng không ngoại lệ. Dạ tại vì nó Theo bản xin. thân em suy nghĩ rằng con gái nhà mình cũng không ngoại lệ đâu. Con gái nhà mình đã tìm kiếm việc làm trên mạng và rồi em sợ rằng con gái nhà mình cũng đã bị sập bẫy. Dạ đúng rồi. Tại có ngày qua là ngoại nó điện vô là cũng có là
nói nó là nó đang làm trong quán bia ôm Đó, thấy chưa? đó. Em chưa nói với chị vấn đề này là chị đã nói ra là em biết rồi. Tại vì nhiều ngày qua các thiếu nữ đã bị sập bẫy của các đối tượng đưa vào những cái quán karaoke bia ôm trá hình kích dục. Đúng rồi. Và rồi đến giờ phút này thì gia đình nhà mình đã biết được thông tin rằng là con gái nhà mình hiện tại đang trong quán bia ôm. Đúng rồi. Thông tin đấy ở đâu ra ạ? Giống như là ngoại nó cũng đi tới của bà cô ở nhà, bà coi bà cô ở nhà bà không nói, bà nói là hiện tại bây giờ không biết nó bị dụ, là nó còn còn ở trong quán chứ chưa có đưa nó đi đâu hết trơn á, là nó quần quần trong quán thôi. Ai là người nói với chị thông tin đấy? Mà cô nói nhà Cô bảo là ai? Cô là như thế nào với nhà mình? bà cô đó như dòng họ mà dòng họ xa chứ cũng không gần, Sao bà cô đấy lại biết được cái thông tin đấy? tại vì cô đó thì lúc hoài đó bệnh á, bả chữa bệnh á, xong rồi bây giờ lại vô kêu bà ngó giùm, mà bà ngó bà thấy bà nói cái quán đó là không có ngon lành, cái kiểu như bé là Từ nó từ cho em hỏi, cái bà cô đấy là ở đâu? ở Phú Yên lận, Ở Phú Yên, nhưng mà bà cô đấy hiện tại ở đâu mà sao lại biết được cái thông tin đấy? kiểu như bà có thầy á. À, coi thầy ý hả? Tức là bà cô đấy ở ngoài quê. Tức là Quê gia đình nhà mình có chia sẻ cái thông tin là con gái nhà mình cũng bỏ có đi tìm việc làm trên mạng. Rồi bà cô đấy đi xem thầy. Xem thầy là thầy ở Phú Yên. bà ngoại đi xem, Bà ngoại đi xem. bà ngoại vô bà coi nó xem, bà coi đó bà nói với lận À, thì ra là như thế ngoại này ruột. này. Bây giờ từ nãy giờ, tức là ngoại là mẹ, mẹ ruột của chị, Đúng rồi, mẹ ruột chị. biết được cái thông tin là cháu ngoại bỏ đi tìm việc làm trên mạng, rồi sau đó đi xem cái cô ở ngoài Phú Yên. Đúng rồi. Cô ngoài Phú Yên nói như thế nào ạ? Cô thầy nói như thế nào? À, cô đã nói á, là cháu nó là bị người ta dụ, là lúc đầu thì nói bán quán cà phê chứ mà thiệt ra là không phải như vậy, cháu nó cũng còn ở trong quán, cái kiểu như là người chủ đó dụ nó là không cho nó về, nói 1 tháng về nhưng mà người chủ đó không cho về, người chủ đó là chuốc con nhã này lên đẹp lắm, là chỉ dụ nó đỡ lại mà bán cho quán đắt thôi. À, dù xong á là bà kêu bà ngoại nó nói với bà ngoại nó là bé này á nó không phải là bán quán bình thường, nó quán là bà cũng nói mở mở là do kiểu như bà thấy có chưa rõ, là bà nói cái quán nó cái dạng như quán ôm ôm gì đó. À, nó nói vậy đó, Thầy bói ha, đúng gọi là thầy rồi, bói kiểu như ha. bà cô cái bà đó, bà cô ở nhà có người dựa bà, dựa Dựa nhập, bà ngó. dựa là nhập vào hay sao? Đúng rồi, Bà nói hay không? bà nói hay lắm, tại vì má ở trước nhà trước đã trước bệnh giờ á, có ai xem bà không? có người ta xem cũng đông lắm mà tùy Nhưng theo mà trường hợp bạn mới xem chứ không mà có không đúng đúng không? độ đó là bà không xem. Có đúng không? Đúng rồi, bà má nhà đợt bệnh bệnh vừa có người vô, người bả vô vô chổng bà chị cũng hết Mỗi lần xem nó mình có tốn tiền không? không. Không ha. Ở tới đấy là tới nhà nhà riêng hay sao ạ? Nhà riêng Nhà của cái cô thầy đó xem. đúng rồi, Có ở đấy có thờ nhiều không? thì nói chung là chị không biết nhưng mà chị cũng không có hỏi tới mẹ, hỏi má rồi đó, chị cũng không có tìm hiểu tới, thì nghe má bà cũng bệnh rồi, mấy thằng em ở nhà nó còn thằng cậu thứ tư nữa đó, thằng cậu thứ tư nó là chở đi vô trong đó, thằng cậu thứ tư nói má bệnh bị người ta dựa cái vô chổng cũng trị bệnh này kia cái nọ, Tâm linh ha. nói chung là bà chỉ giúp người thôi chứ còn tiền bạc thì không có. Vậy là thầy phán là con gái nhà mình đi bán quán bia ôm đi, hoặc là cà phê không lành mạnh. Thì thầy có nói là chừng nào con gái nhà mình về không? Hay thầy chỉ có nói vậy thôi? Thầy nói như vậy là kêu chị thì tối 10 giờ 11 giờ vắng người là thắp nhang giấy tên họ rồi cho nó nóng nảy đỡ nó gọi về Nóng nhà, ruột ha. đỡ cho nó gọi về nhà. Nó gọi về nhà rồi có gì kêu chị đi lên, đi thẳng lên, là chị cô đó là kêu đi thẳng lên thôi chứ mà không có chỉ quán đó, là nó từ dưới nhà đi thẳng lên trên đó là dỗ ngọt cho cháu nó về. Mà bây giờ là Rồi mình có làm vậy không?
chị nghĩ là chị không có cái điều kiện mà để chị làm vậy, tại vì trên đó nó quá phức tạp mà quá Nhưng không mà bây giờ có em ấy. hỏi chị là chị có tin vào cái bà thầy đó không? Thì chị cũng chưa suy nghĩ, là cũng chưa biết, thì chị mới nhờ lại tới anh Hải. Theo chị có tin hay không? Có hay không? Thì chị thấy là chị bệnh cho mẹ chị vậy, thì chị đôi lúc chị cũng nghĩ như vậy. Trước khi mẹ chị, bà ngoại tới xem là bà ngoại có cung cấp cái thông tin của con nhà mình, của cháu ngoại rồi đúng Có không? luôn, có. Thì cái bà thầy đó bà chỉ đoán thôi. Đừng tin, đừng mê tín dị đoan nữa. Làm ơn đi, mê vừa phải thôi, đừng mê quá lậm đấy. Em nói thật, thời gian vừa qua có rất nhiều cô chú anh chị khi tới đây nhờ đội sĩ người Thanh Hải tìm con, tìm người thân cũng có chia sẻ rằng là đi coi thầy bà rất nhiều. Nhiều cô chú anh chị tiền mất tật mang, hao tài tốn của cũng vì thầy bà. Tin vừa thôi nha. Em chỉ nói nó góp ý xíu xíu thôi. Là đó là mình chỉ nghe cái bà cô đã dự đoán chứ mình chưa có biết chắc chắn được rằng con gái mình đã làm trong quán bia ôm đúng không Đúng rồi, ạ? Dạ là bà ngoại, là chị báo tin về cho bà ngoại ở quê. báo tin cho bà ngoại biết. Tới cái thời điểm hiện tại, từ ngày nào cho tới nay là mình không liên lạc được. Cách bữa nay cũng gần nửa tháng rồi đó, Gần nửa tháng là mình không có liên lạc được không cho liên lạc, con, dạ. cũng như con không liên Điện lạc được tới cho là toàn mình. tờ bao không. Lúc con bỏ đi có đem theo phương tiện tài sản quần áo gì không? Hôm là đi theo mặc có một bộ đồ, nó mặc có một bộ Có đồ, để lại thư từ gì không? không đỡ lại gì hết Có trơn gọi cho mẹ không? á. Nó đi ấy thì nói chung là chị cũng có điện cho nó, mà điện hoài không được, tối Lúc đi chiều đó là bản thân chị có biết không? không luôn, tại vì chị đi làm, chị không có ở nhà, chị không có biết. Nhưng mà có chị hai ở nhà, là chị hai nó cũng không biết luôn. Có thằng em thứ 16 tuổi á, nó nói mẹ ơi, chị ba bắt ráp chị ba đi. Vừa mẹ có bà chị ở sớm mới nói là đúng, thấy nó bắt ráp nó đi mà không biết nó đi đâu. Chiều lại cỡ 6 giờ mấy á, chị có sao nó vậy, là chị cũng có điện cho nó, hỏi với ba con ở đâu vậy. Nó nói giờ mẹ con đi làm rồi, con đi làm mà mẹ hỏi con đi đâu. Nó con đi làm đâu, nó con đi làm ở xa lắm, mẹ không biết đâu. À, lúc đấy là mình gọi được ha. Gọi được, giờ gọi là đúng 1 tháng sau. Gọi Trong cái thời gian mà 1 tháng về trước là mình gọi thường xuyên đúng không ạ? thường xuyên luôn, Gọi về thì con gái mình có nói chuyện một cách bình thường không? có nói chuyện bình Những cuộc thường, nói chuyện đấy là nội dung nói chuyện về cái gì? thì nói chuyện giỡn qua giỡn lại rồi nói cái này cái kia rồi em nói dơ cho em nói rồi coi rồi vậy. À, tức là gọi bằng video luôn ha. Đúng rồi, Là gọi lúc đó mình thấy video. con gái mình đang làm ở đâu? Nó ngầu ở trong, nó chỉ quay là trong nhà trọ thôi, À, tức là về nhà với quay ha. nó về nhà nó mới quay. Còn có sau này á, là nó quay ở trong quán chòi, Cà phê hay là quán gì? nó nói là Quán bán được, ăn chòi hay là quán cà phê chòi? không biết, nó chỉ quay lại Cái chòi cái thôi chòi à? thôi. Cái chòi có cái vòng bắc ngang không ạ? Đúng, có À, nhiều giọng lắm, đó là quán cà phê chòi rồi. ngang 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 về nè, giọng ngang 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 Đúng về nè, rồi. thấy nó nằm với lợ, nói chung là có Hà nữa, có con Hà nữa, Hà đi chung với nó Hà nữa. là ai? Hà là không biết cái bạn bè gì hay là nó xin Thấy trên con mạng gái nhà hay mình gì. ăn mặc lúc ở trong quán chòi đã ăn mặc như thế nào? Có sexy không? Hở hang Có, không? đúng rồi, Ồ. sexy hở hang lắm. Hở hang lắm đúng không ạ? Đúng Nhìn rất là bắt mắt lắm đúng không ạ? rồi, Còn lúc mà khi mà về trọ nó quay đó thì chị thấy con gái nhà mình ở chung với ai không? Có bạn bè không? có thì ở chung với lợ con đó tên Hà, Hai người ở chung. hai người. Và khi đi làm hai người làm chung một chỗ, làm Đúng ở rồi, chòi. đúng rồi. Cái điều này chị biết được rằng con gái nhà mình làm ở đâu chưa? Đó làm ở trên, ở bên, ở trên. Theo như chị, con gái nhà mình đang đi làm công việc gì chị có biết không? Theo như chị Nó suy đoán. chỉ nghĩ là nó chị điện về, nó nói là mẹ con bán quán cà phê, mẹ không thôi đừng có lo. Là chị mới nghĩ, là chị nói không, em con đừng có bán quán cà phê, mẹ biết con bán quán gì, tại vì con ăn mặc kiểu đó là mẹ biết. Chị biết không? Biết. Theo như chị, con gái nhà mình bán quán cà phê gì? Cà phê không? Nhớ chị hỏi em nè. 100% đó là quán cà Đúng. phê kích dục. Đúng rồi. Đúng chị? Đúng rồi. Có lẽ rằng cũng vì cái nghèo, vì Dạ. thương cha mẹ, bé bị cám dỗ. Nó bị bây giờ là nó dụ Nhưng dỗ. nếu mà bé
khi đã bị cám dỗ và đã đi tìm tới một công việc như vậy mà đã Đúng rồi. biết cái công việc đấy gọi là công việc không lành mạnh Đúng rồi. mà bé vẫn chấp nhận để làm để kiếm tiền về phụ gia đình thì thật sự đây là một câu chuyện rất lấy làm tiếc, Đúng rồi. đúng không ạ? Đúng rồi. Nếu như bản thân bé 15 tuổi vẫn chưa nhận thức được bên ngoài, nhưng khi con nhà mình tới đấy Nó còn gờ lắm. dạ mà biết được rõ ràng cái công việc đấy không tốt, không lành mạnh thì bé biết quay đầu là bờ, bé về được thì cái điều đó lại đáng mừng, nhưng rất là buồn khi mà bé lại vẫn chấp nhận. Chị có lo ngại rằng khi mà bé bị các cái đối tượng dụ dỗ tới những cái quán cà phê đấy làm việc, các đối tượng đấy không cho con nhà mình về không? Có chứ. Đi thì dễ mà về thì khó. Dạ đúng rồi á, đi 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 thì dở thì về thì có, tại vì lúc đầu thì nó cũng dụ đó, nó là đúng 1 tháng về 1 lần. Bây giờ nghĩ là tới 1 tháng mấy rồi mà không thấy liên lạc. Dù cũng không, tháng đầu thì có liên lạc mà giờ nửa tháng này cũng không thấy liên lạc à, mẹ cha rồi Khi mà hay bản là thân sao. chị biết được rằng con gái nhà mình đã làm ở trong cái quán cà phê chòi đấy thì cảm giác của chị như thế nào? Cũng lo lắm chứ, Đau con mình lòng đi. không? Dạ Đứt đúng rồi. ruột không? Dạ cũng có Chị có cần những cái đồng tiền của con mình làm ở đấy mang về để xài không? chứ, nói chung thì ở nhà cũng khó khăn Khó khăn kẹt. nhưng mình không cần. Bởi vì những cái đồng tiền đấy là những đồng tiền của công việc không lành mạnh. Đúng không ạ? Tại vì bây giờ ở nhà em nó còn nhỏ không có tiền mua sữa uống, nói chung là nó Nếu xin số tài sản khoản của chị nó, giờ nó gửi gì à. bây giờ em hỏi chị này, nếu bản thân chị là mẹ đúng không ạ, Đúng nếu chị rồi. biết được rằng con gái nhà mình làm ở đấy và con gái nhà mình vẫn liên lạc với chị và hàng tháng vẫn gửi tiền về cho chị, thậm chí gửi 10, 20 triệu, chị có đồng ý và chấp nhận cho con nhà mình Không làm ở được, đấy không? nếu mà nhiều quá thì chị không lấy. Ví dụ gửi tháng 5 triệu nhưng mà làm ở quán cà phê chòi gọi là quán cà phê ôm ấy, chị có chấp nhận không? Không rồi. Tất nhiên là không rồi, không có người cha người mẹ nào mong muốn con mình làm ở những cái nơi Đúng như vậy. rồi, không. Chị có lo ngại rằng con nhà mình cũng muốn về nhưng mà không về được không? Có chứ, cũng có. Tại vì con này thì chị biết nó làm đâu là cỡ, nó làm hơn cỡ nửa tháng 10 ngày là nó nghỉ, nó không có làm nhiều. Còn đây là cái tình thế bắt bắt buộc đó, là ép buộc nó Cái sự đó nên việc là này như chị đã vậy. báo công an rồi đúng không ạ? Cái sự Dạ. việc này chị đã báo công an chưa ạ? Dạ. Là báo chưa chị? Rồi báo rồi. Báo công an rồi đúng không ạ? Dạ rồi. Tại vì con nhà mình mới 15 tuổi, nếu thật sự mà theo như chị được biết và khẳng định rằng là con nhà mình đang làm tại quán tiếp viên của một quán cà phê chòi như vậy thì thật Đúng rồi. sự cái vụ này rất lấy làm tiếc. Chị có điều gì chị muốn nhắn gửi tới con gái của mình không? Đó, bây giờ chị hết, chị có là kêu bây giờ mong muốn là kêu cho cháu nó về tới nhà An toàn ha. an toàn vậy thôi. Chị có điều nào mà muốn nhắn gửi tới những cái người mà đưa con nhà mình, dụ dỗ con nhà mình vào làm ở cái quán đấy không? Vậy không, bây giờ chị cũng không biết mà những người dụ dỗ, chị không có biết cái người đó đâu mà chị nhắn gửi. Thì chị cứ mong muốn là con mình về tới nhà an toàn mạnh khỏe Nếu rồi được ai mà vui. đang cố tình ngoan cố giữ bé hoặc dụ dỗ bé làm những công việc sai trái với pháp luật thì làm ơn buông tha cho bé, đưa Buông cho tha cho bé cháu về với mình. nhà để bé đoàn tụ Đúng cùng với lại gia đình. Còn cố tình ngoan cố giữ bé thì sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì bé mới 15 tuổi. Bi mới 15 tuổi à, nó đi cũng hôm nay nhớ, Dạ. chung mình nhớ nó mà cũng mong có gặp được nó, chị cũng có đi tìm 1 lần. Qua cái câu chuyện của chị kể thì chắc chắn 100% rằng con nhà mình đang làm việc tại những cái nơi gọi là không lành mạnh rồi. Đúng rồi em. Thật sự đây là một câu chuyện rất là buồn. Thời gian vừa qua có rất nhiều câu chuyện như trường hợp của con gái nhà mình. Dạ rồi, thì qua cuộc chia sẻ và nói chuyện cũng như là chị chia sẻ thì bản thân em cũng như quý cô chú anh chị khán giả đã hiểu rất là nhiều câu chuyện này. Thì rồi vụ việc của chị, như chị nói thì chị đã báo công an rồi đúng không ạ? Cái sự việc nhà mình chị đã báo công an rồi đúng không Dạ ạ? đúng rồi. Dạ rồi, thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải ghi nhận vụ việc của chị nhá, sẽ cố Dạ. gắng hết sức nỗ lực hết mình để tìm kiếm thông tin manh mối của con gái nhà mình, giúp Dạ. cho bé quay trở về nhà một cách Dạ. an toàn. Thì toàn bộ câu chuyện chị vừa chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật không? Dạ đúng rồi á. Nếu có gì sai trái, chị sẽ là người chịu trách nhiệm trước Đúng rồi. pháp luật. Chị có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý. Cái video này là đội sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ chia sẻ và đăng tải lên khắp Dạ. các trang mạng xã hội. Dạ. Chị có đồng ý không? Dạ đồng ý. Cái video này sẽ không bao giờ gỡ xuống, chị có đồng ý không? Dạ. Dạ rồi, nếu có gì sai trái chị là người chịu trách nhiệm nhé. Dạ. Dạ. Em cũng
nhờ cũng nhờ các anh chị giúp Dạ đỡ giùm cho em, dạ giúp đỡ cho con em đi đến nơi về tới chốn và an toàn. dạ thưa quý cô chú anh chị, nếu quý cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để giúp cho bé sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với gia đình một cách an toàn. Và em rất mong rằng cái video này khi đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng lên thì quý cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các trang mạng xã hội để giúp cho bé nhanh quay trở về nhà đoàn tụ cùng với gia đình một cách an toàn. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và hẹn tất cả quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Để rồi em xin chào chị nha. Xin chào, biệt ạ.